Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới Happy to Easy chuyên bán nệm con su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777 Lê Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng của Lý Sài Saigon TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. À, em gửi lời chào đến chị Lan. Hôm nay là gần hết tháng rồi, nhưng mà ngày hôm nay quý vị, ngày hôm nay người ta gọi là ngày National Coffee Day. Mình là Cà Phê Sáng nhưng mà ngày hôm nay là ngày... Quốc tế cà phê, tế, cà phê. Yeah. Ngày, Ngọc Lan không biết uh, chính xác là nó là luôn luôn là ngày 29 tây tháng 9 hay là nó có thay đổi nhưng mà năm nay thì ngày này là như vậy uh, Dĩ nhiên cái ngày hôm nay đó thì quý vị đi uh, uống cà phê ở một số tiệm người ta sẽ có ví dụ như là free uh, cà phê hoặc là người ta tặng thêm cái này cái khác rất là nhiều tiệm nhưng mà ở đây không không muốn giới thiệu tiệm nào cụ thể là bởi vì thường cái gu uống cà phê ví dụ như lê thái là quý vị ai uống cà phê nào rồi thì thường người ta sẽ vẫn sẽ uống cái đó chứ vì không đúng rồi. vì một ly cà phê free chỗ này cái thế là người ta lại chạy qua cái tiệm đó trừ khi ví dụ như quý vị muốn thử một cái tiệm nào đó vừa mới khai trương thì ừ. ngày hôm nay à, ngày hôm qua ngọc lan có giới thiệu rồi là à, ngày hôm nay thì cà phê trung nguyên cà phê trung nguyên một trong những cái tiệm những cái hiệu cà phê nổi tiếng ở việt nam đó họ đã mở một cái tiệm mới ngay góc đường xe với lại magnolia ngay góc đây bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm nay à, ngày hôm qua cũng đã có nói rồi quý vị nào một trăm khách hàng đầu tiên đến thì họ sẽ à, tặng cho quý vị nhiều những cái cái quà tặng của những cái khách hàng đầu tiên thì ai mà muốn thử cà phê mà mạnh thường cà phê việt nam là nó sẽ rất đậm yeah, giờ nó mạnh hơn là cà phê của mỹ thì quý vị có thể Ghé ở ngay cái tiệm đó để mà thử Rồi nhận quà Mà nếu đi sớm 100 người đầu tiên Em nghĩ là chị em mình là coi như là không được quà rồi đó Tại vì nếu như mà mình còn ngồi trong cái set cà phê sáng này Thì <laughs> chắc chắn là mình sẽ không phải là người được nhận quà à, Nói về cà phê thì à, hầu như là đó là một thức uống rất là Rất là được yêu thích của người Việt Nam Em thấy rằng hương vị cà phê người Việt Nam của mình Khi mà qua đến Hoa Kỳ rồi vẫn Hay thường về lại Việt Nam rồi mua những cái cà phê đem qua Đôi lúc thì chúng ta vẫn mua hay những cái loại cà phê mà nó, nó Uh, không có không có nguồn gốc gốc rõ ràng như là trung nguyên thì đó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi nhưng mà nhiều khi quý vị cũng thấy người ta kháo chỗ này chỗ kia ở việt nam cà phê ngon mà khi một số người bạn của lê thái cầm cà phê từ bên việt nam đem qua đây mà khi mình uống rồi mình thử cà phê rồi đó thì mình biết đó là cà phê nó pha rất là nhiều ừ. nó pha nào là đậu nành pha bắp rang vào rồi có những cái gia vị nó hỗn hợp nó 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 pha vào thì ở trên mạng nó có những cái bài gọi là bài thử cà phê để à. những cái ly nước để chúng ta thử được cà phê nào ừ. thì cái là cà phê pha rồi pha nhiều như thế nào thì chúng ta sẽ biết quý vị nào muốn tìm hiểu thì có thể lên trên mạng mà chúng ta coi um, chắc là tin đầu tiên ngày hôm nay là Lê Thái gửi đến quý vị về thông tin về Tesla thưa quý vị um, Tesla đã bị một cái cơ quan liên bang kiện về hành vì quấy rối nghiêm trọng nhân viên Mỹ đen, da đen tại nhà máy ở California. À, nhà máy sản xuất xe điện tích là nó đang có trụ sở tại Austin. À, cơ quan này, thưa quý vị, đang bị cơ quan liên bang là cơ quan mà EEOC à, cáo buộc là không giải quyết được những cái vụ mà quấy rối nghiêm trọng à, đối với rất là nhiều cái nhân viên à, gốc da đen, gốc Mỹ đen ở California trong cái thời gian năm 2014. À, cho đến ngày hôm nay thì vụ kiện này bắt đầu được giải quyết và Tesla cũng đã bị cơ quan Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ à, kiện vào ngày hôm qua. À, thì cái cơ quan này người ta tuyên bố rằng là kể từ năm 2015 sau khi mà cái vụ đó nó xảy ra thì các nhân viên da đen tại nhà máy Tesla ở Fremont thưa quý vị, à, người ta bị quấy rối và những nhân viên này người ta đã báo cáo những cái hành vi quấy rối và sau đó cũng là bị trả thù bởi những cái nhân viên bởi những cái người làm trong cái công ty này. Và theo EEOC người ta nói rằng là cái những cái hành vi quấy rối này được à, cáo buộc là bao gồm là những cái lời nói mà tục tiểu rồi phân biệt chủng tộc rồi nó được um, nói ra ở nhiều cái khu vực rất là đông người nhiều công nhân ở chỗ, ở chỗ đó đang làm việc thì cũng bị nói rồi bị phỉ bán rồi chống đối cùng với những lời đe dọa ngay tại nơi làm việc phòng ăn phòng lưu trữ hay cả trong phòng tắm thang máy và thậm chí cả trên những chiếc xe Tesla mới vừa được lăn bánh ra khỏi cái hạng đó à, và vụ kiện này đang được cơ quan EEOC người ta uh, giải quyết và nêu rõ rằng là không có một cái công ty nào đứng trên luật pháp và cái cơ quan này sẽ thực thi mạnh mẽ những cái biện pháp để mà bảo vệ quyền công dân của liên bang và giúp bảo đảm cho cái nơi làm việc ở Hoa Kỳ bất kỳ cái hãng xưởng nào của chúng ta không bị những cái hành vi như là quấy rối, coi thường, phân biệt chủng tộc, phỉ bán và trả thù bất hợp pháp. Và hiện nay thì cái đơn cáo buộc đã đang à, đang được đệ trình lên và Tesla vẫn chưa phản hồi về cái vụ kiện này của EEOC nhưng họ cũng cho biết rằng là một cái vụ kiện phân biệt đối xử nó vẫn cũng đang được diễn ra song song và tất là cũng đang đưa lên những cái bằng chứng có nghĩa là người ta vẫn đang phản đối mạnh mẽ về những cái, cái cái cáo buộc đó thì chúng ta cũng sẽ đợi chờ trong thời gian sắp tới cái vụ kiện này nó sẽ như thế nào à, thưa quý vị tuần thứ sáu tuần vừa rồi đó là những người mà gọi là yêu thích iPhone là họ nhận được những cái iPhone 15 đầu tiên nhưng mà đến hôm nay đúng một tuần thì bắt đầu đã có những cái feedback trở lại đối với lại iPhone nhưng mà cái bắt đầu người ta chê chê cái nhiều nhất là nó nóng quá à, nó bị nóng họ nói rằng à, có người á thì à, họ họ đưa lên mặc dù không phải tất cả đều cảm giác rằng đều cảm thấy được là cái cái iPhone 15 này nó nóng như vậy nhưng mà nhiều người đã lên tiếng có người nói là tôi xài iPhone từ đời thứ sáu cái iPhone thứ sáu đến bây giờ nhưng mà chưa chưa thấy cái phone nào mà nó nóng như vậy <laughs> có người á thì sau khi mà một buổi, buổi tối họ trạc xong sáng ra họ cầm cái phone lên mà nó nóng đến hỏi nó họ cảm thấy họ rất là sợ họ phải return cái đó ờ, rồi có người thì nói là ờ, vừa cầm cái phone vừa nghe nhạc rồi vừa uh, nhắn tin đó mà cảm thấy cái phone nó cứ nóng lên như vậy thì khi mà phản ảnh với lại uh, um, Apple thì họ nói rằng là Ừ không có vấn đề gì đâu, uh, iPhone đó nó có thể nó ấm hơn một chút nhưng mà rồi nó sẽ rất là nhanh, uh, nó sẽ hết vân vân. Nhưng mà người ta vẫn sợ thì đây là một trong những cái uh, ghi nhận đầu tiên liên quan đến uh, iPhone 15, Ở ngoài cái chuyện là những cái mới của nó làm cho người ta thích ví dụ như nó làm bằng uh, titanium đó nó 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 nhẹ hơn một chút, rồi cái đồ trạc của nó thì nó thay đổi hẳn hoàn toàn so với lại những cái uh, cái charger trước đây. Uh, nó trở thành cái độ cắm thông thường luôn, tất cả iPhone, Samsung hay là tất cả những cái gì cũng tôi có thể đều xài uh, sử dụng được chứ không phải là chỉ các cái đầu cắm riêng biệt thì đó là những cái uh, nó tốt hơn, uh, nó mới hơn nhưng mà rồi ngoài ra thì người ta nói nó thật ra nó cũng chưa có cái gì gọi là một cái sự đột phá kiểu dáng nó vẫn vậy chứ bây giờ cho dù là làm bằng cái chất liệu gì nếu mà bọc cái vỏ ở ngoài rồi thì ta chỉ nhìn thấy uh, cũng có ba cái màn hình như vậy thì ba uh, cái cái nút ba cái nút màn uh, chụp hình như vậy thì nó cũng giống như những cái iPhone khác hiện uh, nay thì uh, cái cơn sốt mà iPhone 15 uh, nó không những là nó uh, nó phủ rộng phủ sóng hết toàn thế giới thưa quý vị ở Việt Nam thì uh, thông tin mà mới nhất trong ngày hôm qua đó thì uh, rất là nhiều người hơn hơn cả trăm người năm trăm người cho đến một ngàn người xếp hàng khách like từ 2 giờ 3 giờ sáng để mà nhận những cái chiếc iPhone đầu tiên ở thành phố Hà Nội à, và chúng ta thấy rằng là iPhone vẫn đang là một trong những cái thương hiệu mà điện thoại mà à, được nhiều người người ta săn đuổi nhất được nhiều người người ta yếu mến nhất trong thời gian qua à, chị Lan cũng đang xài iPhone Lê Thái cũng đang xài iPhone À, anh Trường thì ảnh đang là cập nhật những cái chiếc iPhone đầu tiên là chiếc iPhone 15 em cũng cũng nghe anh Trường anh nói mà không biết là anh Trường ảnh có nói về gì với chị Lan về những chiếc điện thoại mà ảnh đang có hay không? Ừ, thì đó à, <laughs> những cái ngoài cái chuyện là nó nóng thì là cái cái đó là trên bắt đầu báo chí họ đưa tin À, còn lại những cái khác thì, thì Nguyễn Trường là người là giống như expert về iPhone. <cười> <cười> dạ vâng. Thưa à, quý vị quý um, vị, theo uh, California thì uh, cái mức lương tối thiểu của chúng ta là 15 đồng 50. 50 xem uh, một cái mức lương uh, tối thiểu là gọi là mi minimum wage của lương ở California. À, nhưng mà những cái người mà làm trong cái ngành nghề gọi là ngành nghề mà fast food á Những cái nhân viên, những cái công nhân làm trong cái ngành nghề fast food, thức ăn nhanh này nọ đó Trong những cái cửa hàng như là McDonald's, Jack in the Box này nọ Thì chúng ta thấy rằng là cái lương của những người này nó cao hơn lương cái tối thiểu một chút xíu Nhưng đó cũng chưa đủ để mà giải quyết những cái vụ kiện vừa qua Rất là nhiều những cái người dân của California của chúng ta đã đệ trình lên những cái yêu cầu Những cái mong muốn được tăng lương minimum wage trong cái thời gian vừa qua và hiện nay thì cái mức lương mới tăng, California vừa mới duyệt cái từ mức lương tối thiểu của những cái người làm trong cái ngành nghề fast food á là từ 16 đồng 60 sen à, lên trên 20 lên 20 đồng một giờ cho một cái người làm làm việc của fast food. Và thống đốc bang California là ông Gavin Newsom cũng ngày hôm qua đã ký một cái dự luật nâng mức lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh trong tiểu bang của chúng ta là từ 16 đồng à, 60 cent lên 20 đồng. À, cũng theo dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu và giáo dục lao động của đại học California là Berkeley thì cái luật này sẽ có hiệu lực vào năm tới và cái mức lương tối thiểu cũng sẽ nâng lên à, đến năm 2029 thì người ta sẽ có những cái thay đổi mới nữa thì trước mắt là chúng ta thấy rằng lương của những người làm trong cái ngành nghề về pháp vứt sẽ được nâng lên trong cái thời gian vừa qua người ta cũng đang kiện rất là nhiều cũng đang rất là à, biểu tình để đơn lên để mà xin tăng lương bởi vì người ta không đủ thu nhập cho cuộc sống của người ta à lê thái và ngọc lan sẽ quay trở lại thông tin sau một vài thông tin thương mại bỏ trợ cho này quý vị giữ màn hình